ngứa đây nhỉ. Đau. Mém sữa đâu? Như vậy. Như vậy rồi. Đuôi nó như vậy ở đây chị. Chị méo không vậy? Không. Thì không có kiếm cái hộp vậy, có hộp nào mới mớ cạo à. Có anh em. Ừ, đấy, kệ kệ hộp vậy. Giờ ấy mà hôm ở vô đồ, tôi phải cho chạy. Đâu nói gì sớm chịu gì vậy nói. Thì tao gọi cái là ở dưới tao giọt liền đấy. Giọt gì đâu, tiếng hồ. Khí ăn tiếng. Tiếng. Lâu quá thời gian mình rù cũng đi già hiểu không? Cái là cái lúc mà ở là cáp kêu quá anh. Vậy? Cái lúc mà trong lúc đó là cáp kêu quá bây giờ anh. À ừ. Ai quấn? À dám không nghe ai? Đấy có xéo anh. Em xéo đó, rồi quấn xéo rồi đó. Em xéo anh, nó biển anh quấn. Dạy xuống bây giờ còn hai dám với cậu xéo không nghe ai đâu nữa. Là này cậu xéo mưa bây giờ rồi. Giống cái môn giờ là bỏ rồi. Môn kia tính à, không vô uống thịt đã chết rồi vô. Nói gì sớm ấy rồi gà cũng chịu về thôi chứ. Em gà đâu rồi? Do tiêu đang còn quán cà phê. Tao thì tao thường là ở quán cà phê đó chạy về nói là dừa. Quán cà phê đây. Cà phê uống bia bằng ly cà phê đó. Lại... cà phê nào? Đấy là đang ngồi chỗ đây anh. Đấy kêu có quán cà phê này chứ. Đang uống, nó đang uống cà phê. Là cà phê là ly ly cà phê đấy mà nước thì nước bia. Là chạy sắp xong rồi. Lưng cái lưng đi làm qua kia một kia thấy mà và đi em cứ mà một hàm rau nó 27 nhổ sạch trơn hết luôn nhổ luôn nhổ đeo rồi nhổ dưới không cứ ba phục bà Dương em nó cái thay đầu đưa nhổ nó quay nhổ đi quay hết hàm rau rồi hết luôn nhổ ấy tao tết em giờ tao qua tết nó ra lại khí nó nói 30 ra vô nhổ nữa nè nhổ thì rau thì nhanh đi lú ra rau cỡ dai rau nè thì mà mơ nữa cho nó dở nhổ con chiên nhăn bà già.